Thực hiện kết luận số 61 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện với mục đích yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp tại kết luận số 61 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và từng địa phương, cơ quan đơn vị phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bền vững theo hướng đa mục đích, đa giá trị trên cơ sở quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp, đa dạng hóa các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp theo hướng sản xuất xanh, bền vững, tuần hoàn đề ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục hiệu quả những tồn tại hạn chế hiện nay trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng cho từng cấp từng ngành từng cơ quan đơn vị địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng xác định rõ vai trò của các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền người đứng đầu các cấp ủy đảng chính quyền các cấp thủ trưởng các cơ quan đơn vị đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững nội dung trọng tâm là đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, ra soát, hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về lâm nghiệp, đa dạng hóa các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp theo hướng sản xuất xanh, bền vững, tuần hoàn, tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực quản lý bảo vệ phát triển rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững